PLC Test Flycam Fire 2SE của anh Nhi. Của anh thì bên em tiếp nhận thì gimbal không hoạt động. Này em có thay anh cáp rồi nhá. Đây, hiện tại gimbal hoạt động bình thường này. 30 hoạt động bình thường. Đây, em test qua chức năng lên xuống. Đây, lên xuống bình thường nhá. Em test qua chức năng bay. Bình thường ấy nhé, gimbal hoạt động bình thường ấy.